Theo Hiệp hội Vận tải Hà Nội, việc đơn vị vận tải tự tiến hành kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí. Một bến có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động sẽ kéo theo bằng đó số cán bộ kiểm tra kỹ thuật trực hàng ngày. Nếu giao cho bến xe tổ chức một bộ phận làm dịch vụ kiểm tra kỹ thuật thì sẽ khách quan và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Tiền dịch vụ khám xe tại các bến xe được bến và hãng vận tải đưa vào hợp đồng dịch vụ bến theo thỏa thuận. Hơn nữa, bến xe là đơn vị trực tiếp nắm rõ tình hình xe ra vào bến, phương tiện hoạt động thường ngày ra sao, chất lượng dịch vụ của các hãng vận tải như thế nào. Từ đó có những quy định chấn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông mỗi khi xe xuất bến lưu thông ngoài đường.